Hello anh em, thì hôm nay là sẽ là ngày cuối của ngày thứ 5. Đấy, thì ta sẽ tổng kết lại được ngày thứ 5 có những gì trước khi mà vào qua ngày thứ 6. Thì mình sẽ cho các bạn xem tướng. Đây, thì các bạn có thể thấy là Luffy của mình sắp lên 9 sao, nhưng hiện tại đang thiếu Luffy. Nếu mà kích đủ 3 tướng, mình đang đủ 3 tướng kích, kích đủ lên 9 sao, 3 tướng. Đấy. Thì có một điều mà mình thấy rằng Boa mọi người nên chơi đầu tiên, bởi vì Boa lên 9 ban đầu rất là dễ. Thứ nhất là Boa các bạn có được từ đây này. Các bạn sẽ có được từ đây có một Boa này nha. Đúng không? Đấy. Rồi từ cái chỗ điểm danh ngày đây là thêm một Bo Hancock nữa, đúng không? Cái này là sẽ chắc chắn sẽ ra Bo. Cái này các bạn thích tướng nào cũng được, các bạn mở nhiều lần cho mình là nó sẽ ra thôi. Từ cái này chỉ ra hệ cơ bản thôi nhá, không ra hệ hải quân hay tứ hoàng, không hề ra nhé, chỉ ra hệ cơ bản, mọi người để ý giúp mình. Đấy, chỉ cần 3 con tướng là mình sẽ lên được tướng 9 sao. Thì tại sao mình bảo Boa lên 9 sao giai đoạn đầu rất là thích? Bởi vì nó có cái sự kiện của Boa Hancock. Đấy, nghĩa là anh em tuy rằng không chơi Boa, nhưng cứ lên cho mình Boa 9 sao hoặc 8 sao đi. Đấy, thì cũng được quà đúng không? Lên, thứ nhất lên mà mình không sử dụng thì sau này mình làm phút, đúng không? Mà mình nghĩ không đến nỗi ở sau này làm phút đâu. Sau này thì 2 tuần anh em sẽ được tặng free một cái food 9 sao, sẽ được một cái phôi 9 sao từ sự kiện kia. Thì mình thấy rằng nếu mà giai đoạn đầu mình không biết còn 2 ngày mình có kịp lên 9 sao không. Tướng Boa thì mình đủ rồi, mình hiện tại mình có thể có 4 con Boa rồi. Hiện tại lên 6 là 2 con đúng không? Trong túi này có thêm một con nữa. Chỉ cần trong túi này có thêm một con này là cũng đủ lên rồi. Chưa kể là điểm danh 7 ngày. Nó cho điểm danh gì nhỉ? Đây, cái này nữa. Đây, nó cho một con bo nữa. Đây, cho anh em thấy được. Đây, đây, sự kiện này chắc anh em lấy được ấy. Thì anh em, tuy rằng anh em chơi các hệ khác, nhưng anh em cũng nên nuôi bo. Thì nếu mà có ý định nuôi bo thì anh em để tích cái hệ này để lên cho nó dễ. Ví dụ như bây giờ mình lên bo Hancock thì nó khá là dễ dàng. Không biết là 2 ngày tới mình gắng lên để mình ăn cái event này cho nó dễ. Đây, kiếm cái này cũng ngon. Với thêm cái này được thêm cái gì thì hay cái đó. Bởi vì Luffy mình ban đầu mình chắc định chơi Luffy ấy, nên cái hệ cái cơ bản của mình, hệ sức mạnh của mình lấy khá là nhiều. Hệ kỹ năng thì mình cũng xác định là chơi Ivan nên cũng lấy nhiều. Mình có hơi nghiền một tí về hệ kỹ năng, nên là nó hơi bị lỗi tí, nhưng không sao. Ở đây là hệ khéo léo, hệ sức mạnh, hệ kỹ năng. Thì có trước khi qua ngày thứ 6 thì mình báo cho anh em là mình hoàn thành cái này rồi. Nghĩa là trong 5 ngày mình đã hoàn thành rồi. Thì mình không biết tại sao anh em lại không lên được. Mình thấy lên rất dễ dàng. Đấy, mình thấy mình lên rất, có thể là mình làm một chút, nhưng mình còn thừa tận 2 ngày. Đây, mình còn thừa 2 vé và mình sẽ quay. Thì như mình đề cập ấy, mình hiện tại đang đủ phút, đủ phút cho hệ sức mạnh rồi. Thì mình muốn lên boa để nhận chút quà trong vòng 7 ngày. Thì mình sẽ quay sang chiều ở chỗ kỹ năng tí. Nó hơi thiệt thòi tí nhưng không sao. Đấy, thì nó đủ nha anh nhé. Đây, nhân móc cuối. Đấy. Thì anh em có thể thấy đấy. 5 ngày đã được cái này rồi. Thì chắc chắn là mình bảo mình chơi Luffy đúng không? Mình chọn Luffy thôi. Anh em chơi con gì thì chọn, xác định chơi thì chọn cho nó, chọn pet là chọn con chưa. Mà một khi đã xác định chơi rồi thì rất khó để quay trở lại.
Nếu mà quay trở lại thì ít nhất phải qua tuần thứ ba xong Haki rồi mới bắt đầu có thể quay trở lại bằng việc tích lại từ đầu, cũng không thọt lắm. Nhưng giai đoạn đầu mà cứ quay đi quay quẩn lại là nó bị thọt rất là kinh. Ok, mình lấy Luffy. Đấy, mọi người có thể thấy được này. Thì sức mạnh của Luffy là tấn công 6.000 bảy, đúng không? Ta check cái đây nữa. Đấy, cũng lên được 5k công. Trong khi đó không có hề có hai cái đồ đam. Đang thiếu hai cái đồ đam này rất là buồn. Nếu mà thêm hai đồ đam này thì rồi thêm con vé nữa chắc cũng được 100k công đấy. Thì khi mà mình xác định được cái hệ mình chơi thì cái búp này mình cũng tối ưu được lại các bạn này. Mình cũng biết chọn cái hệ từ cái búp này nó tối ưu lại. Thì quay đi quẩn lại thì mình vẫn rất thích anh em ban đầu chơi hệ kỹ năng và chơi boa. Sau này nếu mà anh em mình nào ít nhá, nạp kiểu dưới 100 trái vàng ấy, thì 100 trái ngọc ấy, thì mình nghĩ nên chơi boa lại lần đầu sẽ kinh khủng lắm. Nó dễ lên và lên rất là nhanh. Có khi mà anh em nào may mắn ấy, có khi sang tuần thứ bảy nó đã lên 11 sao rồi. Thì đây cho anh em xem ấy. Mình xong cái sự kiện này rồi. Mà vẫn đang thừa 12k thái vàng. Hôm nay mình hơi bị cảm. Thì mình cũng không hiểu anh em chơi cải trai, thì mình nghĩ anh em cải trai mà chịu khó tí mở ra hai đồ đam ấy, thì nick nào anh em mà giai đoạn đầu ra hai đồ đam thì cày rất là nhanh và rất khỏe, rất là nhạt. Chứ mà anh em nhiều lúc nổ hù hù mà nổ hù mở ra hai đồ tanh thì nó cũng cần. Đấy, mình có một cái góc nhìn cho anh em. Thì qua ngày mới rồi thì ta ăn xuất ra đi rồi qua bắt đầu ngày thứ sáu. Mình hôm nay bị ốm, anh em thông cảm nhé. Đây, đã qua ngày thứ sáu. Phần thưởng hàng ngày. Cái này là do mình đặc quyền kia này. Đây, cái đặc quyền này. Thì sẽ mở thôi. Mình mong là mình sẽ lên được boa 9 sao cho nó lấy cho mắc đồ. Ôi. Thôi mình cần boa thôi. Đúng rồi. Chắc là mình sẽ lấy hệ kỹ năng nhanh nhanh đấy. Vì hệ sức mạnh mình thừa phôi lắm rồi. Thì mình sẽ lấy hệ kỹ năng. Tuy rằng là con này chơi cũng được, nhưng thôi mình đang cần kỹ năng gấp. Hôm nay mình hơi ốm nên là có thể hơi khó chịu một tí, mọi người thông cảm nhé. Xem trải nghiệm nó không được tốt. Đây, Kuma nữa. Này, ngày thứ sáu. Quà ngày thứ bảy cũng ngon anh em. Nhưng mà mình hiện tại thừa lực khá là nhiều, thừa thoải mái. Các bạn có thể thấy thừa lực rất là nhiều. Nghĩa là khi mà mình thừa đấy thì mình không cần gắng để xả những cái không cần thiết. Nó tâm lý nó sẽ tự tin thoải mái nên không áp lực về vấn đề trái vàng. Nhiều lúc có những cái mình đây mình chưa chưa mua, mình đợi tiêu phí thì mình mua cũng được. Không áp lực mà kiểu nó thoải
thoải mái thế đấy. Thì hôm nay chắc là sướng thế, hôm nay là có khẩn cấp tiếng này các bạn. Đấy, các bạn nào theo dõi có thể biết là mình không hề có trang bị đa, chỉ một trang bị mà gồng gánh được như thế này, huống gì các bạn là đã hai đồ đa thì nó khỏe như thế nào. Đúng là có nạp chút, nạp lần đầu với nó mạnh hơn về vấn đề nhận cái này miễn phí. Chung là mình chơi Luffy này, mình thấy cái Luffy nó kiểu đấm nó tiêu tiêu thế nào các bạn ạ, nó cứ nhảy tăng 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 rồi nó tự dưng nó đấm nào cái như thủ quả quả tạ. Nó mà cho đấm rộng tí nữa thì hay, đấm ngắn đôi lúc bị sót người. Ôi, đen đấy. Đấy, thường máy chủ mới đấy chưa các bạn, thấy chưa, rất nhiều luôn. Đấy, bây giờ chắc là còn một lần nữa. Hình như cái này hàng ngày nó reset về không các bạn ạ, nhưng mình không làm, tốn kém quá. Và nhặt được một cái này không đá nó chắc. Đôi lúc mình nhiều trái vàng ấy, mình hay xài hoang lắm các bạn ạ. Nhưng đến lúc có những lúc các bạn chưa thấy cái cảm giác mà các bạn quay Robin rồi thiếu thiếu khoảng 3k, thiếu 6k nó cay. Thế đôi lúc mình nhìn được thì nhìn, không nói chung chi tiêu hợp lý là được. Nick này mà muốn mạnh thì chắc phải đợi ít ngày nữa mới mạnh được bạn các bạn ạ. Chưa có đồ trang bị hơi 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 phèn, nhìn vượt map buồn cười ấy. Ra con gì đây? Ui vai nhái đù ma cô à, để mình tính nào
Marco, Luffy chơi được, bởi vì Luffy kích những con mà đang phía trước ấy, đứng phía trước ấy, đứng hàng đầu ấy, thì thằng này nó sẽ buff Kiên sớm. Đây, cấp Kiên và bản thân cho đồng minh ngẫu nhiên, ưu tiên hàng trước này. Trong 3 giây, Kiên được kháng kiểm soát nữa. Ôi, đang thiếu nắng hạn gặp mưa rào. Được, được, được. Được. 10 điểm cho sự may mắn. Lên bo luôn. Lên nốt bo. Có gì lắp bo vào cũng được. Chó gì bo tay dài, đam diện rộng cho làm hỗ trợ cũng được. Hỗ trợ theo kiểu giảm giảm tốc độ đánh của Thủy kia này, giảm giáp này, giảm sát thương này, rất có nhiều kiểu giảm nha mọi người. Đây, sẽ lên cho em bo 4 đúng không? 4, mình có một thằng 6 kia. Đúng rồi, ngoài nhỉ. Từ đó xem nâng 6 cái nào dễ hơn. Robin hơi khó. Nami. Ok. Đây, 7 nha anh em. Đấy, thì đấy, mình chỉ nhận những cái này thôi, lên 9 cái nhận cái này nữa, ok. Sao lần đầu kiếm được mấy cái này thì khá là ngon. Riêng mà cái bùa này ấy nhá. Ngược như mình ấy, nick nick cải trang của mình, cái bùa này mình phải có 12 bùa. Các bạn nhớ nha, 5 nick. Nhưng 5 nick đúng không? 5 tướng, chơi 5 tướng nhưng ít nhất phải 12 đến 15 bùa mà vàng hết. Mình tẩy cho vàng hết và rất nhiều kiểu loại. Giảm có này, hút máu cũng có này, giảm sát thương, tăng sát thương, chí mạng thấp, chí mạng min có hết để cho set up thành một cái bộ. Lúc đó mình sẽ linh hoạt được trong vấn đề thay đổi. Khá là tiện. Nói chung là phải hiểu bản chất con tướng nữa. Nói vậy chứ cũng phải hiểu. Đây, có thằng này rồi, thiếu 4 cái nữa đúng không? 8 lên 9 có một cái rồi, thiếu hai con nữa là mình chỉ cần kiếm 6 phôi đúng không? 6 phôi là lên 9. 4 này, 4 thêm 2 kia nữa là 6. 6 đúng không? Kiếm 6 con, bây giờ có hai con rồi. Luffy lên chầm tí cũng được, không sao. Đấy, là 6, thiếu 4 con nữa đúng không? Chắc là đủ đấy. Đây, là 4 con. Đấy, còn 3 con nữa. 3 con chắc ngày mai là đủ. Đấy, không 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 gì phải 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 khó khăn hết. Lúc đầu mình không tính kia đâu, nhưng thấy từ dân này mình thấy ô, chỉ cần nạp lần đầu là có thể 100% là ăn được, ăn được qua chín rồi, sướng được mấy cái đồ kia ngon chứ. Đúng là chơi lại nó cũng học được nhiều cái, tuy rằng nói chung là mình nghĩ là cái gì phải có cái này, trò chơi đúng trò chơi kế hoạch, không có kế hoạch trước à. Như màu kim đáy về hết xong hết rồi, ngày mai nữa sáng kiếm 600 đúng không? 600 cái này, trong cái này là được này, còn chưa đủ đam này, cay. Thôi cho bo vào. Bo. Cho bo thay kit cho thằng này vào. Cộng hưởng. Ok, quá tuyệt vời.
chết bỏ đây. Thằng này cũng bỏ luôn. Thằng này được. Đấy, cho đây vào. Đấy, quá đẹp. Mất 25% thủ rồi. Nhưng thôi không sao. Đây. Từ từ nào, cho bắt buộc phải cho bo vào. Vì bo hiện tại đang vẫn to. Thôi thế đi. Tại sao mình không lên kit? Bởi vì bây giờ lên kit là không có lực để lên Luffy. Phải lên Luffy trước đã. Kit thì mình cứ để đó đã rồi tính. Bởi vì kit cũng là một cái tướng mạnh. Sau này mà mình đủ đội hình 5 ấy, thì mình lên đội hình 10 phụ. Khoảng sau 1 tháng thì mình bắt đầu lên đội hình phụ, để đi nó linh động hơn. Nhiều lúc cần thì đội hình phụ thì mình sẽ để full 9 sao thôi. Mà kit thì cái sao cũng có thể cho vào đội hình phụ. Bởi vì sau này khó là khó lên Haki thôi, còn sao lên tướng dễ. Đấy, 4 con. Rồi từ từ, không gì phải xoắn hết. Nói chung là con này thì nó rất là trâu, nó thường sống rất là lâu, nhưng lượng bố của máu của nó thì nói chung nó nuôi cũng khá tốn kém đấy các bạn, cân nhắc. Hơi có xài tạm đấy bạn. Con này thì chắc cũng lên được thôi, nhưng mà để xem đấy. Lên chín cho nó không này, lên chín thì cũng không ngại. Thôi từ từ xem, bởi vì mình cũng phải nghiền nghiền để lấy trâu trắng nên mình chưa lên con kia đã, chưa lên con Ivan lên chín chưa, mình chưa lên. Mình hơi bị ốm đi mà người thông cảm thế nhé, hơi khó chịu đấy, xem là hơi khó chịu đấy. Mọi người quý mến thì cho mình xin một đăng ký nhé. Ai thích học hỏi thì vào cộng đồng rồi. Cộng đồng group mình để trong bình luận ấy, thì mọi người vào tìm hiểu với nhau. Đây, sảnh ký ức mà còn chưa đi nhá. Bận quá, chơi hai nick rồi. Thứ nhất là nick này không có đam ấy. Nó đi cái gì cũng cực. Mình thử test xem thế nào nào. Ồ, râu trắng ngọn của tỏa sớm đấy. Đấy, nhìn Luffy nó đấm buồn cười phải. Mình cho các bạn xem Luffy nó đấm buồn cười lắm. Râu trắng đánh có nghệ thuật nhá. Râu trắng có hai kiểu đánh, một là cho ship hoặc dọc, hai là cho đi sau cùng. Từ mọi người nhá, râu trắng mọi người chơi nhiều sẽ biết râu trắng có một số kiểu đánh rất là dị, rất là khó chịu luôn. Nghĩa là nó cấm 3 chiêu và cấm 5 giây và cấm 3 giây. Thì theo các bạn sắp xếp tình hình nhá. Một đấm
Tem mình thì khá là dị, mình sẽ chơi những con dị lắm các bạn, không không những con lạ để cho mọi người theo dõi nó hấp dẫn hơn, chứ chơi mấy con ao trình như bo rồi kít. Nói chung là đối với mình là râu trắng với Ino là không thể thiếu nữa, hai con nữa là không thể thiếu trong. Râu trắng thì có thể lên chín là được, nhưng Ino là phải lên Haki ấy. Ino ít nhất phải sau khi lên Haki cho Luffy thì mình sẽ lên Haki cho Ino. Đấy, thì mình đang theo dõi xem cái con Marco tình hình búp, anh ấy búp tình hình búp thế nào đó. Đấy, mình còn chưa vượt rồi sợ được sảnh kia nha, tôi ra quay thì chung là chơi 7 ngày đầu lắm nhiệm vụ gấp, cái gì cũng đụng vào cũng thấy mấy cái ở đây chắc chắn là kỹ năng rồi, quay nốt ra con tướng nè. Ôi, sắp rồi, sắp sắp đủ đổi Luffy rồi nha mọi người, 35 3 lần nữa là đồ Luffy lên chín không? Nếu mà Luffy lên chín đấy thì được, Luffy lên chín thoải mái các bạn ạ. Ok, để gắn tí coi lên được chín không cho mọi người xem cho nó hấp dẫn. Trang bị ui cả đống thế này, chung là coi như là Luffy lên 9% rồi đấy, trong trước 7 ngày đấy mình mà còn thừa đóng như thế này thì phải thoải con gà mái các bạn ơi. Ui thừa cả đóng không phải xoắn. Đây còn thừa đây nè, còn thừa cả đóng này, mua vàng 80 lần 20 chẳng ai. Máy chủ mới, gói thân binh chắc chắn không phải. À đúng rồi, nó có đam cái này ở đây. Đây thử nghiệm đại dương đúng không? Đúng không? Cái này thử nghiệm đây nữa này, đây mình cũng có đúng không? Chưa đánh nhỉ? Còn đâu còn đóng. Chung là không có hai cái vũ khí đam nó khổ lắm mọi người ơi, mọi người theo dõi mình thì biết. Rồi giai đoạn đầu thì có một con tướng búp máu thì leo leo map nó đỡ đỡ khổ, đỡ mệt hơn mọi người ạ. Mai hát thì sẽ là thuần về đam, đam to thì búp máu càng nhiều. Rồi Marco thì búp máu theo lượng máu của mình, máu càng nhiều thì búp càng khỏe. Đấy, hai con hai kiểu búp khác nhau, hai kiểu lên đồ khác nhau luôn. Đấy, lấy được móc 400 luôn. Đấy, không 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 hề thiếu, thích mọi người thích luôn. Đấy, coi cái này có cái nào sắp ra chưa? Không có, hôm nay người thấy chưa, không thiếu trái vàng mà. Ngày kiếm đối với mình bằng tính 7 ngày này á, mình kiếm cho mình phải kiếm được 60k trái vàng, 70k trái vàng trong nó thì mình tính cả nạp rồi đấy. Mình nghĩ giai đoạn đầu mọi người theo quan điểm của mình, giai đoạn đầu đừng có tham vào cái này, nó lãng phí lắm. Thứ nhất là nó không có rương trang bị, mà nếu mà lấy tướng thì khi nào lấy mà trả được đúng không, mấy con tướng này khi nào lấy trả được, trong khi đó mình còn có sự kiện tuần thứ ba là sự kiện quan trọng nhất. Đây
Bây giờ là phải làm thế nào mà lên 8 đúng không? Ok, lên 8 luôn. Thích thì chiều. Đấy, thiếu một con nữa đúng không? Ok. Easy. Ôi đủ luôn, đấy, quá tuyệt vời. Người thấy ngày hôm nay ngày thứ 6. Đấy, bắt đầu một ngày thứ 6. Quá là tuyệt vời. Thì thằng này thì hơi sót nhỉ. Thôi thì thằng này đi. Thằng này đối với cái hệ hải quân hải tặc rất là cần này. Còn các hệ cơ bản thì dễ lắm, không không khó. Đúng không? Lên. Đấy. Bây giờ thích lên chính là có luôn, mở cái rương kia này. Kiếm hai con nữa lên chính. Nhưng thôi chắc là để ngày mai. Lên Luffy đã. Đấy. Easy, ba vé đúng không? Thiếu bao nhiêu? Ôi, quá tuyệt vời, khít. Thừa luôn ấy, còn 4 vé. Thôi quay kỹ năng thôi, kỹ năng đang thiếu trước. Đấy. Đó. Được, được một con tướng kỹ năng rồi. Đấy, đổi Luffy này. Game dễ, không có gì khó hết. Đổi Luffy hơi cảm với các bạn sót nhỉ. Thường ai cũng đổi hệ này, ai cũng đổi Kuzan hoặc Garp. Hệ bên này thì mọi người sẽ đổi Big Mom hoặc là Marco, tùy người. Thôi, mỗi người một sở thích. Đấy, vấn đề là các bạn chỉ cần tối ưu đồ thôi, con nào cũng mạnh thôi. Đấy, thì hôm nay chắc là live hơi dài tí đấy. Chịu khó xem nha mọi người. Đấy. Này, hôm bữa ngu này, óc chó này. Cười ấy à. Cay, đéo chịu được. Đây. Đấy, không phải lo gì vấn đề gì hết. Thịt luôn, sắc chính này cho chính. Thịt. Đấy. Uy tín chưa? Bảo lên trước 9 ngày rồi. Trước 7 ngày lên 9 là lên mà. Đấy, khỏe rồi. Đục lên 20 luôn. Ôi đục. Ôi. Thiếu vàng các bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5. Thiếu thiếu vàng các bạn ơi. Đấy, bây giờ thiếu hai Luffy nữa thôi, căng ấy. Thiếu hai Luffy này. Cái này thì kiếm dễ rồi. Chính tất cả là sao thì sang tuần thứ 7 nó cho free. Không lo. Còn thừa 111 lần, 112 lần xếp hạng 15. Chả coi phần thưởng là xếp hạng 10 có gì ngon không? Cũng không có gì ngon anh em. Có mảnh ưu tú này ngon hơn cái mảnh mảnh kia. Ồ, mình giờ mới cái mảnh ưu tú này ngon hơn nhé. 50 mảnh ưu tú bằng 20 mảnh này. Nhưng mình vẫn thích 20 mảnh này, 100 mảnh này hơn. Không phải 20, 100. Server này cũng hiền, server này xem mà mình cũng chưa check. Ôi VIP 8, VIP 5, server này nhàn, nghèo thế, server. Tốn 15 lực chiến rồi. Bật tí tiếng nhỉ, ta bật tí tiếng nhỉ. Ta đi ít cái hầm xem. Đấy, đấm.
Được, anh em có vẻ chất lượng đấy. Thấy Luffy nó đấm chưa? Được cái đánh cái hệ sức mạnh hệ cơ bản ấy, hay có được mấy cái búp này. Anh em hiểu không? Đấy. Tuyệt vời đấy anh em ạ. Đây, đánh cái sản kia kì. Mình vẫn thích cái sản kia. Phạm tiền nha. Ngày mai thì chắc là ta đợi lên kia thôi. Ngày mai ta đợi lên cho boa 9 sao là được. Ngon, không có gì về chê nữa. Là trong vòng 7 tuần đầu tiên lên được 3 con luôn. Mình bây giờ muốn lên con này 9 sao cũng được. Không có gì phải xoắn hết. Con này phô nhiều. Nhưng thôi, để bình nhiên để lấy rau trắng cho tuần này. Đấy, thì video đến đây kết thúc nha. Ngày 6 sơ điểm nó như thế nha. Rồi, xin chào anh em. Anh em nhớ đăng ký nha. Không, thôi chán em, tôi không làm video nữa đâu. Nha.